Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Y and K Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Y and K Avenger. Hôm nay đi event. Mình lại tiếp tục mở shop merchandise. Mong mọi người sẽ ủng hộ nhiệt tình. Đợt này tụi mình có t-shirt này, rồi sleeveless tee này, hoodie này, mũ này, rồi bucket hat nữa. Đó, rất là nhiều sự lựa chọn, đầy đủ size luôn. Mấy đứa mình vừa mới lên, giờ đang chuẩn bị setup này. Đồ không để lên trên chân mà vẫn nhét đây à? Được à? À, đính. Mách spec đồ á. Ghê ghê. Xe đắp mấy lều về em? Hai lều hả? Chạy vô đây khó không? Đi theo cái map anh vẽ là ok ha? Không bị lạc ha? Đúng rồi. Đúng rồi. Yeah. Phải Google Map kìa. Apple Map chịu. Đúng rồi, như chị bên kia là đi Apple Map nào cũng dần tới. Ừ, phải. Đúng rồi. Yeah, mà cái Google Map là nó chỉnh. Chỉ vô tới đây luôn hả? Ừ. Dạ, cho nên thường đi cắm trại sai Google Map là hợp lý hơn. Đi kem mùa đông sướng hơn hả? Khỏi ruồi. Ừ. Ai nói gì nói em vẫn thích đi mùa đông. Anh vậy á. Tha mặc chục kỳ áo nó cũng sao. Giờ mùa hè cởi chân được coi nào cũng nóng à. Xe đắp hôm qua đây. Ừ, 4 gia đình. Ừ đúng rồi, còn mấy gia đình nữa chắc đang trên đường tới á. Mỗi lần anh Linh hủ đi ven vẫn thấy quang ơi hời chứ cả. Buồn ghê. Thì đó. Khách mời danh dự á. Trong cái chuyến đi này của tụi mình đi cắm trại á, thì có xe của anh Quang là có cái hệ thống này mà mình muốn giới thiệu với mọi người luôn. Là cái khu vực này tụi mình đi cắm trại á, thì cái sóng điện thoại rất là yếu luôn. Như điện thoại mình có sóng 3G nhưng mà lúc có lúc không à. Còn xe anh Quang á, thì có gắn cái bộ là Signal Booster. Cái bộ này á, là để boost cho cái sóng điện thoại nó khỏe hơn đó. Thì như điện thoại mình thì không có sóng lúc có lúc không. Còn điện thoại của anh Quang là có 4G vào mạng thoải mái luôn. Đó, thì cái này là mình muốn quay lại để cho mọi người xem và review. Thì thấy rất là cần thiết nha, nhất là những ai mà đi cắm trại á. Có được cái bộ này á, thì dù ở trong rừng mà không có sóng điện thoại, nhưng mà cái này nó sẽ giúp cho các bạn là boost cái sóng lên, để nhờ may có những cái cuộc gọi cần thiết là vẫn có thể thực hiện được. Đó, chứ không phải chạy xe đi ra town. Đấy. Thì như hôm qua đi cắm trại đây, thì có người chó chơi với nhau á, thì có người bị chó nó không phải gọi là cắn nhưng mà nó bị làm xước tay. Đấy. Thì có đi bệnh viện
Nhưng mà bây giờ muốn liên lạc cho những người cắm trại đây để biết tình hình thế nào cho yên tâm thì không liên lạc được. Nhưng may là xe của anh Quang là có hệ thống này, cho nên là nếu cần liên lạc gì thì có thể liên lạc qua anh Quang thì quá hợp lý luôn. Đây, thì cái bộ này là cái bộ unit chính này. Và cái bộ bút sóng điện thoại này thì mỗi hãng điện thoại thì các bạn phải mua những cái bộ này khác nhau nhé. Như xe của anh Quang là size của Teltra, tại vì anh Quang dùng điện thoại sóng của Teltra. Còn ai mà size của Optus Vodafone thì phải mua những cái bộ này mà dành cho những cái hàng điện thoại đó. Bộ này thì có một cái anten thu sóng ở phía trước xe và một cái anten nhỏ là phát sóng để điện thoại của mình nhận được, là một cái anten nhỏ. Thì bây giờ mình sẽ quay phía trước cho mọi người xem nha. Như phía trước xe của anh Quang này là có hai cái anten. Cái anten phía bên trái này này là dành cho cái bộ mà bút sóng điện thoại nhá. Còn anten phía bên phải này, đây, cái này là cho cái UHF radio để có thể liên lạc bằng bộ đàm á. Như bình thường á thì cái anten này của anh Quang á để mà bút cho sóng điện thoại là có thể nhận tín hiệu từ đây này. Thì anh Quang cần ở trong xe, nhưng mà tại vì kem ở đây sóng cực kỳ yếu luôn, cho nên anh Quang dán tạm ở ngoài này để sóng cho nó khỏe hơn. Rất là tiện luôn. Setup cái này thì không để nổi khó, cho nên là mọi người nếu mà ai đi cắm trại mà thường xuyên á mà cần sóng điện thoại khỏe thì mình nghĩ là mọi người nên consider về cái chuyện lắp đặt cái hệ thống này nhá, rất là tốt. Có những cái cuộc điện thoại quan trọng mà có cái bộ này á là có thể thực hiện được. Đấy, đây cái hệ thống này của nó thì nó cũng chỉ nhỏ gọn như thế này thôi, rất là tiện luôn. Tương lai nếu mà xe của mình mà xong xuôi là mình cũng sẽ gắn một bộ như thế này để đi có cái chi backup cho nó an toàn, không phải bị tình trạng mất sóng như hiện tại trong cái chuyến đi cắm trại này của tụi mình. Bên này vừa có thêm một gia đình nữa vừa lên tham gia với tụi mình, bây giờ là xuống kiểm chỗ để setup. Còn bên này VB Journey setup gần xong này. Đây, VB Journey hôm nay có đồ chơi mới nha. Mày che với đồ hoành tráng. Có cái này đột nó tiền lắm. Trời mà hôm mà gió á, nó cũng bị bay. Dạ. Chả đi cả nhà mà lốt được một cái xe này là em thấy cũng hay đó. Dạ, 5 người mà đi một xe vậy là thấy giỏi đó. Dạ. Dạ đi này cho nó tiền con. Dạ vâng. Là anh chị là ở lại với tụi em tới ngày mùng 2 về mà hả? Ôi vậy hả? Dạ ngày mai về. Dạ vâng. Dạ vâng. Có cần em phụ gì thì cứ bảo nhá. Dạ không có gì ạ. Dạ vâng, là sắp xếp xong cái là tới đâu kia ngồi chơi với tụi em. Đây, vừa có thêm một gia đình anh tới. Thì bây giờ là vấn đề nan dài nhất là kiểm chỗ cho mọi người setup. Đó, tại vì cái địa điểm ban đầu mình mong muốn dẫn mọi người đi là nó to, là rộng hơn. Nhưng mà bị khóa cửa rồi, thành ra là phải qua đây. Qua đây thì hơi chật. Và cái số lượng mà mọi người tham gia là 25 người. Ban đầu là 40 mấy người, mà bây giờ là 25 người. Thì may là vẫn còn chỗ, chứ không mà 45 người mà tới đây là thôi bỏ tay luôn á. Không biết setup ở đâu, chắc phải đi ra từ ngoài đường. Thôi kệ, đông vui là được rồi. Trong khi mọi người đang tới và chuẩn bị setup thì bên cạnh đó vợ mình đang chuẩn bị đồ ăn trưa. Hôm nay là có món bánh cuốn tôm vợ mình làm. Đó, đi cắm trại ăn đơn giản như thế này thôi, nhìn rất là hấp dẫn. Bánh cuốn tôm vừa mình hấp vừa xong này. Bên này là mới pha nước chấm nữa.
cho thì hành phí vô là ô cháu bà chạy bà chết. Còn gì bằng, mọi người thấy đỉnh chưa? Em trai mình câu cá ở phía bên bờ sông, bà con và kia đang ngồi để xem em trai mình câu cá này. Cô ơi, cô bơi nhanh vậy? Tại nó đang đi ngược, đang đi xuôi á. Nó đi ngược này. Đi lên đây nè. Một thanh niên câu cá lang ra xem này. Ghê thiệt. Đi nhanh đây nè. Đi nhanh vậy, con chim nó tưởng là con chim giả hay sao? Everyone is watching a whole show here. Cá. Em á. Nó. Con cá hai chân. Ủa. Ủa. Tính rồi đó bắt lên luôn. Có cần ném cái mũ khác không? Ném cái nét xuống. Đấy, bá con run mà lên. À, con Jun là phải lườm lên nhớ. Đúng rồi. Chấp. Cả ba con Jun rồi nha. Ngày hôm nay rất là vui, mọi người đến đông đủ. Rồi mình có câu được một con trout cod nữa để cho anh em có thêm hứng thú. Thả cân xuống sông để câu cá à, cứ câu được một con là cho mọi người có động lực. Xong rồi lúc này có đi tắm sông nữa, quá vui. Bây giờ chiều về rồi, mọi người ai cũng lên lửa để mà chuẩn bị đồ ăn, ăn tối. Hôm nay là ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 22. Thì tối nay mình sẽ tổ chức quay số để cho mọi người đón mừng năm mới với cái nhiều niềm vui và may mắn, để xem tối nay ai sẽ là người may mắn luôn. Đó. Đi cắm trại chuyến này á, thì vợ mình có ướp một số thịt để làm barbecue. Mời mọi người ăn cho vui. Đây là thịt cừu nhé. Chiều nay là có cánh gà này. Bên này là có thịt ba chỉ. Tất cả đều đã được ướp sẵn từ nhà rồi. Bây giờ chỉ có đem lên lò than nướng thôi. Mình đi cắm trại thì ăn thịt nướng thì thường ưng ăn nướng bằng than như thế này này. Đó, nó rất là thơm. Mặc dù là cùng một cách ướp đó, nhưng mà chiên chảo với là nướng than như thế này á, thì nướng than như thế này là ăn đứt luôn. Cực kỳ ngon. Mà có cái lò lửa này này. Lò lửa này thì không phải của mình. Của mình hôm nay không mang được, tại vì xe của mình bị chật á. Mà em mình mang theo. Nướng trên cái lò lửa này là cực kỳ khỏe luôn. Đỡ bị nóng. Rồi nó cao á, đừng lật như thế là khỏe á. Chứ mà nướng dưới thấp á, phải ngồi xuống cực lắm. Mang đi nó hơi chật, hơi mất công tí xíu thật nhá. Nhưng mà nó khỏe. Rồi không sợ bị cái
lửa nó bay lung tung nếu mà có gặp ngày gió nữa. Cái này là thịt vừa nướng xong này, vừa mình ủ trong cái chảy bạc để cho giữ nhiệt á. Nhìn quá hấp dẫn luôn á. Hiện tại là vợ mình đang nướng tiếp sườn cừu với là cánh gà. Thịt cừu thì mình khoái ăn cái sườn này này, nó ngon. Hiện tại mặt trời đang chuẩn bị lặn. Phố cắm trại đã lên đèn. Bây giờ tụi mình chỉ cần chờ nướng thịt nữa thôi. Là quậy thôi. Năm nay thì team của tụi mình là đón giao thừa ở trong rừng. Rất là vui, rất là đông người. Đây là lần đầu tiên tụi mình cắm trại đón giao thừa ở trong rừng luôn á. Tối nay sẽ quay bốc thăm may mắn để xem ai là người chiến thắng. Đợt này đi là quá vui. Mọi người, anh chị em rất là hòa nhập. Có nhiều em bé tới đây chơi và làm bạn với nhau rất là dễ dàng luôn.